phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh luôn được ngành giáo dục thành phố và các nhà trường quan tâm bằng cách tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm góp phần hạn chế rủi ro tai nạn cho các em. Thời gian qua, Trường Trung học Phổ thông Thái Phiên, quận Thanh Khê triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm tuyên truyền về xây dựng trường học an toàn, chú trọng đến việc hình thành cho học sinh những kỹ năng tự phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng tránh đuối nước. Nhà trường ngay từ đầu năm đã tổ chức tập huấn về kiến thức sơ cấp cứu và phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh và giáo viên. Thì những cái đối tượng giáo viên ở đây là giáo viên dạy môn thể dục, môn quốc phòng an ninh và giáo viên chủ nhiệm của các lớp, 56 giáo viên chủ nhiệm thì đều được tham gia tập huấn cùng với lại các thầy cô là làm công tác đoàn. Thì những cái thầy cô này sẽ được tập huấn kiến thức để mà khi ở trường, ở lớp hoặc trong giờ học thể dục, học quốc phòng có sự cố thì các thầy cô có thể trực tiếp hướng dẫn cho các em học sinh. Hoạt động huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu và truyền thông để phòng tránh nhằm góp phần là phòng tránh tai nạn thương tích cho cộng đồng. Trong đó thì đặc biệt là lực lượng giáo viên và học sinh. Trong những năm qua thì hoạt động này đã được Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và đưa vào cái chương trình ngoại khóa từng học kỳ và chia sẻ, hướng dẫn, phổ biến những cái kỹ năng và phương pháp mới liên quan đến cái lĩnh vực sơ cấp cứu và phòng tránh tai nạn thương tích. Trong buổi tuyên truyền, học sinh, giáo viên được phổ biến các nguyên nhân dẫn đến đuối nước, đưa ra các cảnh báo về nguy cơ xảy ra đuối nước tại ao, hồ, suối. Đồng thời, cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ hướng dẫn các biện pháp phòng tránh đuối nước và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước, tập luyện kỹ năng, thao tác sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn như phao cứu sinh, áo phao, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn thương tích như cách hô hấp nhân tạo, hà hơi. Sau buổi chào cờ này thì em cảm thấy là lời giảng của thầy rất là kiểu ý nghĩa và rất là dễ hiểu. Sau này có những cái rất là cần thiết trong cuộc sống này và sau khi ra ngoài thì em vẫn có thể sử dụng được tất cả, sử dụng được những cái kiến thức đó để cứu trợ, cứu giúp người khi mà gặp nạn. Bên cạnh việc phối hợp với các trường bậc phổ thông tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức sơ cấp cứu cho các em học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, tập huấn, sinh hoạt dưới cờ, Hội Chữ Thập Đỏ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt đề án huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non và đã tổ chức đào tạo cho 100% giáo viên mầm non toàn thành phố. Qua đó, trang bị cho học sinh, giáo viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết về tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích để bảo vệ an toàn cho bản thân trong những trường hợp nguy hiểm.